Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là chiếc Samsung Galaxy J8 218, có tên mã là J810, đang được chờ thay mới màn hình tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là một trong đơn vị cung cấp tất cả các link phụ kiện trên điện thoại Samsung Galaxy J8, phục vụ quá trình thay mới, sửa chữa vị các bạn khi cần. Riêng đối với phần màn hình của Samsung Galaxy J8 218, di động cao cấp.vn nó có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay màn hình Samsung Galaxy J8 như thế nào, cách phục các lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của Samsung J8 218 như thế nào. Ở video này, di động cao cấp.vn đơn giản chỉ là giới thiệu về giải đáp một số thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy J8 218 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm thì quý vị các bạn nói chung các bạn chỉ cần liên hệ 0911582123. Kỹ thuật viên thì di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Riêng đối với phần màn hình thì cũng giống như thế thôi. Khi một số những cái lỗi cơ bản liên quan đến dịch vụ thay mới màn hình của J8 218 được khách hàng hỏi rất là nhiều, thì đầu tiên làm thay màn hình của Samsung Galaxy J8 218 thì tôi ở xa, tôi muốn thay có được không? Thì hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Khách hàng ở xa, quý vị các bạn chỉ cần gửi máy qua di động cao cấp.vn, chúng tôi thay xong chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hoặc quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ship màn hình Samsung J8 218 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền theo bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai liên quan dịch vụ thay mới màn hình của J8 là màn hình của J8 218 tại thời điểm 2021 này thì có sẵn để thay hay không? Thì nó có sẵn các bạn nhé. Tất cả các loại màn hình của Samsung nói chung và Samsung J8 218 nói riêng luôn được chuẩn bị sẵn tại di động cao cấp.vn chờ thay mới vị các bạn. Trường hợp tiếp theo là khi tôi thay màn hình Samsung Galaxy J8 thì tôi có mất dữ liệu hay không? Thì xin thưa là nó không mất bất cứ dữ liệu nào của máy. Khi thay chúng tôi sẽ chỉ thay mỗi màn hình thôi. Đó, đây cấu tạo màn hình nó ở dưới như này, nó không hề ảnh hưởng đến các cái linh kiện khác trên máy. Đó. Câu hỏi tiếp theo là thời gian bảo hành sau khi thay mới màn hình Samsung J8 thì được bao lâu? Thì tùy theo từng gói bảo hành, thì bảo hành từ 3 đến 12 tháng tùy quý vị các bạn lựa chọn. Trường hợp tiếp theo liên quan đến dịch vụ thay mới màn hình của Samsung Galaxy J8 218 là khi tôi thay màn hình Samsung Galaxy J8 218 thì có ảnh hưởng đến các cái linh kiện khác của máy hay không? Thì nó không ảnh hưởng đến các linh kiện khác của máy. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua thì chúng tôi sẽ thay thôi. Nó không ảnh hưởng đến dữ liệu của máy, không ảnh hưởng đến phần cứng bên trong của máy. Các bạn hoàn toàn yên tâm. Câu hỏi tiếp theo liên quan dịch vụ thay mới màn hình của Samsung Galaxy J8 218 là màn hình của J8 218 thì nó có thay được cảm ứng hay không? Thì xưa là không thay được các bạn nhé. Nó rời ra như này, các bạn thể ý đây là một cái màn vỡ này. Nó rời như này. Cảm ứng là cảm ứng và nó chỉ có kính phía ngoài thôi, vỡ kính thì có thể thay được kính nhưng không thay được cảm ứng. Đó là một số thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới màn hình Samsung Galaxy J8 218 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình Samsung Galaxy J8 218, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0962 234534. Xin ơn quý vị các bạn. Alo.